Dưa Lồng, thành phố Cần Thơ, một khu nghỉ dưỡng với diện tích khoảng 1.000 m², trang thiết bị hiện đại, đầy đủ tiện nghi, 18 phòng khách sạn lưu trú, khu spa làm đẹp, khu vườn nhiệt đới và khuôn viên hồ bơi rộng rãi để khách hàng có thể thoải mái chơi đùa. Mọi thứ nghe qua cứ như là một kỳ nghỉ trong mơ. Thế nhưng mà những tiện nghi này lại không dành cho con người, mà tất cả là dành cho những vị khách hàng bốn chân đáng yêu này đây. Bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng để xây dựng khu nghỉ dưỡng dành cho con người, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng bỏ ra cả tỷ đồng để xây dựng một khu đặc biệt như vậy chỉ dành cho thú cưng, quá là chuyện xưa nay hiếm. Thấy cái nhu cầu thú cưng ở miền Tây mình ngày càng phát triển, việc mà xây dựng cái trung tâm chăm sóc thú cưng là cũng từ phong trào ở khu vực của mình ở đây. Trước khi thành lập trung tâm của mình thì trung tâm sẽ gửi những bạn có trình độ chuyên môn đi học nâng cao tay nghề trong nước và có thể là học tập những kiến thức từ nước ngoài. Ngoài khu nghỉ dưỡng, anh Khang còn xây dựng khu cà phê thú cưng để các bạn trẻ đam mê chó mèo có thể đến giao lưu, chơi đùa cùng thú cưng của mình hoặc thú cưng của trại. Nó có không gian mở hoàn toàn luôn để cho mình nhìn thấy bé, có thể spa ở trong, mình ở ngoài mình nhìn vô, mình kiểu mình an tâm hơn. Mình cũng hay là đứng mình đợi bé cho nên là bên này có một cái không gian cà phê để mình có thể ngồi mình uống cà phê rồi mình chill mình đợi bé. Thì cái khách sạn ở bên KK là mình có thể gửi bé trong đó rồi mình ngồi ở nhà mình mở điện thoại ra mình có thể theo dõi bé 24/24. Với thời buổi dịch vụ thú cưng đang chiếm lĩnh thị trường, câu chuyện về khu nghỉ dưỡng dành cho những vị khách bốn chân đặc biệt này không chỉ giúp anh Khang giải quyết bài toán về kinh tế, mà còn góp phần đẩy lùi nạn bạo lực đối với động vật. Một vấn nạn được xem là có mối tương quan với các loại bạo lực như bạo lực gia đình, bạo lực học đường hay lạm dụng trẻ em.